Hello, xin chào mọi người, là mình Nhi đây. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem những dự báo về năm 2024, năm thế giới số 8 nhé. Đi nào. Hạnh phúc cùng Nhi. Hạnh phúc đến từ trong tâm. Hello, xin chào mọi người, mình là Nhi, là người đi tìm kiếm và chia sẻ giá trị và hạnh phúc thông qua việc thấu hiểu tâm linh và vũ trụ. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về năm 2024, một số dự báo về năm 2024 dựa trên thần số học. Và cái năm chủ đạo của năm 2024 là năm số 8. Để chúng ta cùng bắt đầu nhé. Ok, thì ở năm ngoái mình đã có một cái video review về cái con số 7 và năng lượng con số 7 nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến năm 2023. Thế có thể xem lại cái video này nhé, để mình có một cái gọi là mường tượng hoặc là có một cái cảm xúc tốt nhất về cái năm vừa rồi, để xem là những cái dự báo nó có chính xác không. Vì năm ngoái là năm con mèo. Nên chúng ta vừa mới có một con mèo ở đây, bây giờ nó đã đi mất rồi. Đó, thì chứng tỏ là năm con mèo đã đi mất và nó sẽ đến một năm mới. Và chính bởi vì chúng ta đến một năm mới nè, trong năm này chúng ta sẽ cùng phân tích cái bộ số của năm 2024. Thì đầu tiên ta sẽ cùng nhìn vào từng con số xuất hiện trong cái năm này. Năm nay của chúng ta thì sẽ có hai số 2, một số 4 và một số 0. Thì như ở năm trước ấy, thì mình cũng đã giới thiệu hai số 2 là gì rồi. Nhưng mà năm nay thì mình muốn đi sâu hơn một chút. Số 2 ấy, thì thường đại diện sự giao tiếp, tức là một người với một người là hai người nói chuyện với nhau đúng không? Nhưng năm nay ấy, thì số 2 được mở rộng hơn. Nó không chỉ là giao tiếp mà nó còn là giao thương, giao dịch, trao đổi, hợp tác, đối tác. Thì chúng ta sẽ trao đổi và giao tiếp về cái vấn đề gì đây? Thì chúng ta sẽ có xuất hiện số 4. Số 4 là con số của tiền bạc, của tài chính, của sự ổn định. Thì con số 4 sẽ liên quan đến việc là tìm kiếm một cái sự ổn định này, xây dựng một cái nguồn gốc này, xây dựng một cái sự bền vững này, phát triển một cái tài chính này. Thì chính vì như vậy, năm nay chúng ta sẽ giao tiếp, giao dịch và nói chuyện với nhau chủ yếu là về các cái vấn đề về mặt tài chính. Thì như mọi người cũng đã thấy thì năm vừa rồi là một cái năm mà kinh tế nó không được gọi là suôn mượt lắm. Tức là nó không được như ý của chúng ta mong muốn lắm. Thì mình có nghe là mọi người có chia sẻ rất là nhiều về việc là kinh tế nó có một cái sự đi xuống. Và tự bản thân mình cũng vậy thôi. Nên là chính như vậy nên là năm vừa rồi thì nó là một cái năm khá là thách thức với chúng ta về con đường kinh tế. Tuy nhiên ý, thì với năng lượng của năm nay thì mình dự đoán là năm nay kinh tế và tài chính nó sẽ được phát triển đi lên. Thế sự dự đoán này nó sẽ không chỉ là riêng về cái năm 2024 đâu, mà sẽ còn là riêng về tất cả mọi người. Tất cả mọi người, thường là cái nền kinh tế năm nay của mọi người sẽ có một cái sự phát triển. Thì tại sao chúng ta lại có thể xem được cái con số này? Thì theo như cái bộ môn thần số học ấy, thì tất cả con số đều mang theo những cái năng lượng. Và cái con số đại diện cho các cái năm ấy, nó đều có một cái ý nghĩa nào đó. Và nó sẽ tạo ra một cái trường năng lượng. Và trong cái trường năng lượng đó thì mỗi người sẽ có một cái sự phát triển riêng để phù hợp với cái trường năng lượng của mình. Thì năm nay 2024, khi mà chúng ta cộng số 2, số 0, số 2 với số 4 thì chúng ta sẽ được ra con số là con số 8. Vậy thì năm thế giới năm nay là năm số 8. Thì năm số 8, số 8 là con số của sự làm việc chăm chỉ này, của sự vận may này, của những cái điều tích cực này, của những cái điều tích tốt đẹp này. Chính vì vậy là chúng ta hoàn toàn có thể trông đợi một cái năm nó sẽ có những cái sự phát triển tốt hơn. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ một chút về những cái ý nghĩa của cái con số 8 và những cái ý nghĩa này nó sẽ ảnh hưởng đến cái năm tới như thế nào. Đầu tiên thì con số 8 chính là hai đồng tiền, chính là hai đồng tiền xu ha, hai đồng tiền xu đặt chồng lên nhau. Hai đồng tiền xu nên là nó sẽ đại diện cho một năm về mặt tài chính, một năm về việc kiếm tiền, chi tiền, mua sắm. Đặc biệt nhá, khi mình đi học ấy thì mình có được dặn là con số 8 là một con số liên quan đến việc là mua sắm những cái thứ luxury, những cái thứ kiểu brand ấy, kiểu những cái thứ có tiếng và có thể là chi tiêu nhiều, mua sắm nhiều những cái thứ đó. Thì năm nay là một cái năm mà mình dự đoán thôi là tài chính nó sẽ có sự phát triển. Và khi mình đọc các cái thông tin ở trên các cái website, cái forum ở trên thế giới ấy về cái dự đoán của năm số 8 này, thì mọi người cũng nói rằng là có thể năm nay sẽ có một cái sự thay đổi, một cái sự chuyển biến về một cái hệ thống kinh tế. Tức là cái hệ thống kinh tế nói chung của trái đất, của thế giới ấy, nó sẽ có một cái sự chuyển biến và chúng ta sẽ có một cái sự thích ứng với cái sự chuyển biến đó. Khi mà chúng ta bước vào một cái chu kỳ mới thì chúng ta cũng sẽ có những cái cách tiếp cận mới và đồng thời các cái nghề nghiệp mới, các cái công việc mới, các cái lĩnh vực mới nó cũng sẽ xuất hiện và nó cũng sẽ làm cho chúng ta cảm thấy có những cái sự hào hứng. Chính vì vậy là năm nay ấy, nếu mà cậu đang có suy nghĩ về việc làm gọi là đi đầu tư thêm này, đầu tư thêm về học hành này, đầu tư thêm về tài chính này, đầu tư thêm về kiểu quản lý tài chính các thứ ấy, thì là một cái năm hoàn toàn là phù hợp ha. Tiếp đó nữa ấy, thì số 8 nó cũng là hai số 4. Đấy, chúng ta có năm số 4 rồi, chúng ta hãy quay lại năm số 8 là hai số 4 chồng lên nhau. Thì số 4 là sự ổn định rồi. Thì bây giờ nó là một cái sự ổn định ở một cái đẳng cấp cao hơn. Tức là cái sự ổn định này nó sẽ được nhân đôi.
các cái công việc mà chúng ta đang có này, các cái tài chính này, các cái vấn đề mà chúng ta đã làm và xây dựng ở trong năm số 4 ấy, thì nó sẽ là một cái cơ hội để chúng ta gọi là mở rộng các cái công việc mà mình đang làm. Chính vì vậy nên là hãy có một cái sự nhìn lại năm 2020. Nếu như trong năm 2020 cậu có một cái bước tiến gì đấy về mặt công việc, hoặc là có một cái kế hoạch nào đó, hoặc là có một cái dự định nào đó mà cậu chưa thực hiện được ấy, thì có thể là đến năm 2024, tức là năm sau, các cậu sẽ thực hiện được những cái dự định đó. Mà nếu các cậu đã thực hiện rồi thì có thể năm sau là một năm mà sẽ có những cái sự mở rộng liên quan đến cái năm này. Nếu như các cậu đã từng có một cái công việc nhất đã được xây dựng nhưng mà không thành công, ví dụ như năm 2020 các cậu làm kinh doanh nhưng mà công việc kinh doanh thì nó không thành công và cậu buộc phải đóng cửa cái kinh doanh đấy lại, thì năm 2024 là một cơ hội tốt để các cậu có thể mở lại cái kinh doanh đó, phát triển lại cái kinh doanh đó, hoặc ít nhất là có những cái ý tưởng để làm lại nó. Trong cái chu kỳ 9 năm nhé, tức là nó có những cái năm cá nhân, mỗi người có một cái năm cá nhân riêng theo cái chu kỳ 9 năm. Thì trong cái năm cá nhân ấy, thì thường là năm số 8 là một trong những cơ hội tốt để chúng ta gây dựng nên một cái thứ gì đó mới. Còn nếu mà đến năm số 9 nó sẽ hơi muộn, bởi vì số 9 là đóng lại rồi, kết thúc rồi, sẽ không mở rộng được nhiều vào năm số 9 ấy. Nếu cậu không làm năm số 8 thì sẽ phải đợi thêm 2 năm nữa, tức là đến năm số 1 thì cậu mới có thể làm được. Thì nó sẽ là cùng trong một cái nguồn năng lượng của vũ trụ, nó có một cái bước tiến đi lên với nhau luôn. Thế nên nếu có dự định gì, mong muốn gì, công việc gì muốn phát triển thì năm sau là một cái năm khá là phù hợp để chúng ta thực hiện những cái dự định đó. Đồng thời số 8 thì khá là giống dấu vô cực, đúng không nào? Đúng là giống dấu vô cực ấy. Nếu mà chúng ta lật ngược thì số 8 ra kiểu số 8 nó uống rượu say sau đó bị ngất thì nó sẽ nằm ngang ra. Nó sẽ giống dấu vô cực. Thì dấu vô cực có nghĩa là gì? Dấu vô cực là infinity ấy kìa. Mọi người có xem Toy Story không? To infinity and beyond, tức là đến vô cùng và xa hơn nữa. Số 8 là dấu vô cực, có nghĩa rằng là sẽ không có giới hạn cho những gì mà chúng ta có thể làm. Không có giới hạn cho công việc của mình, không có giới hạn cho bất cứ một thứ gì, không có một thứ gì có thể ngăn cản chúng ta lại. Chính vì vậy năm số 8 cũng là một năm để mở rộng các cái vấn đề liên quan đến kinh doanh nhá. Cơ hội sẽ không giới hạn và cậu có rất nhiều thứ để có thể mở rộng và phát triển. Những thứ mà cậu có thể nghĩ rằng là mình chưa bao giờ nghĩ đến thì đây là một cái thời điểm mà cậu sẽ có những cái cơ hội của những thứ đó. Tuy nhiên thì những cơ hội này sẽ không đến một cách tự nhiên, nó không phải là tự nhiên mà đi ra đường. Sao thấy có một người họ đến và họ bảo là ta cho mày cơ hội tốt. Nó không phải như vậy, mà nó sẽ là bạn làm việc chăm chỉ rồi bạn đón nhận được một cái cơ hội tốt. Và đây cũng là một cái giai đoạn mà chúng ta nên có một cái sự khám phá và hòa nhập. Tại vì cơ hội thì không giới hạn, nhưng mà để nắm bắt được cơ hội đó chúng ta cần phải đi vào nó. Cần phải đi vào, cần phải tiến sâu vào cơ hội của mình, cần phải hòa nhập với mọi thứ xung quanh, khám phá những cái thứ liên quan đến môi trường và khai phá những cái cơ hội, những cái khả năng của mình, thì cái khả năng đó mới có thể phát triển lên được. Rồi, thì số 8 ý, nó cũng là một cái năm của nhân quả. Có một cái biểu tượng nữa mà số 8 trông khá là giống với biểu tượng này, lại hơi tiêu cực một tí. Thì không biết cậu có nghĩ đến cái biểu tượng nào không? Thì cái biểu tượng này chính là cái còng tay ấy, cái còng số 8 ấy. Thì còng số 8 ấy đại diện cho pháp luật. Chính vì thế là số 8 ấy, nó cũng là đại diện cho nhân quả tốt hoặc xấu. Năm nay ấy, thì ở trên các cái diễn đàn quốc tế ấy, người ta cũng có viết rằng là có thể là sẽ có nhiều cái vấn đề liên quan đến chính trị, liên quan đến xã hội, có nhiều cái cuộc cãi vã, những cái cuộc tranh luận, và như kiểu sẽ có nhiều thứ nó được khai phá, được khai mở ra ấy. Và chính vì như vậy nên là người ta có gợi ý rằng là năm số 8 là một năm chúng ta nên sống thật thà. Thật thà là mọi thứ kỹ càng, là mọi thứ một cách cẩn thận nhất, xây dựng mọi thứ tốt nhất, hãy hướng cái lòng tốt của mình tốt nhất có thể để mình đón nhận những cái phước lành tốt nhất. Tuy nhiên bởi vì nó là năm của sự nhân quả nên nó cũng là một năm rất tốt để manifest, để thu hút những cái thứ mà mình muốn. Nếu như cậu có một cái điều gì cậu đang mong muốn nhá, thì cậu bắt đầu nên viết ra những cái điều đó từ bây giờ. Bởi vì thật ra ấy, cái năng lượng của năm mới thường nó sẽ ảnh hưởng từ tháng 10, tháng 11, tháng 12 của cái năm trước đấy. Tức là bây giờ chúng ta đang chịu ảnh hưởng của năm số 8 rồi, sẽ có những cái sự kiện nó xảy ra thì chúng ta cảm thấy có những cái sự băn khoăn liên quan đến cái năng lượng này. Tuy nhiên là một cái thời điểm phù hợp để chúng ta bắt đầu suy ngẫm và có những cái sự chuẩn bị dần cho cái năm sắp tới. Thật ra cái video này của mình thì nó ra cũng hơi muộn một tí, nên là mình mong là các cậu bé có thể tận dụng được tốt nhất cái năng lượng của cái năm số 8 này. Thì chúng ta sẽ bắt đầu suy nghĩ về việc là mình muốn thu hút cái gì, mình muốn tạo lập điều gì và mình muốn đặt ra cái điều gì để mình đạt được trong năm tới. Và sẽ tốt nhất nếu như mà những cái điều đấy là những cái điều mà liên quan đến tài chính. Nếu cậu có một cái ước mơ về tài chính ấy, thì năm tới là một cái năm phù hợp để biến những cái ước mơ tài chính đó thành sự thật. Cái này nhá, có thể năm cá nhân của cậu năm sau là một năm khác, có thể năm cá nhân của cậu năm sau là một năm số 7 cơ, hoặc là năm số 6 cơ. Thì hãy tìm cách để kết hợp giữa cái năng lượng năm cá nhân của mình với năng lượng năm cá nhân của trái đất. Ví dụ nhá, ví dụ như năm sau của cậu ấy là năm cá nhân số 6, thì số 6 là một năm của yêu thương, của chữa lành. Vậy thì hãy đặt cái mục tiêu liên quan đến sự chữa lành, liên quan đến sự yêu thương, và thu hút nó, manifest nó.
thì cái khả năng để cậu đạt được cái mục tiêu đó nó sẽ rất là cao, bởi vì là năng lượng của năm số 8 sẽ bao trùm cả thế giới. Nó là cái nguồn năng lượng mà chúng ta đang sống trong. Và ở trong cái nguồn năng lượng sống trong đấy thì chúng ta sẽ tận dụng nó. Chúng ta tận dụng nó bằng cách là biến nó thành có lợi nhất cho bản thân mình. Nếu xem cái video này xong các cậu cảm thấy có sự hứng thú và muốn xem thêm là năm số 8 sẽ ảnh hưởng như thế nào đến từng năm cá nhân một thì sẽ để lại bình luận ở phía bên dưới và mình xem cái video trên đấy đó nhé. Mình nghĩ rằng là đây là một cái dịp để chúng ta có thể là có cái sự chuẩn bị tốt nhất cho năm tới. Thường thì khi mà chuẩn bị bước sang một cái năm mới ấy thì mình cũng tốt nhất cậu thôi, mình có những cái sự lo lắng riêng về việc là tháng này nó sẽ có những cái sự kiện gì, mình sẽ có thể gặp phải những cái vấn đề gì, liệu các cái mục tiêu về tài chính mình sẽ được không. Chính vì thế nên là trước khi bước sang một năm mới ấy, thì mình thường hay có một cái trải bài lá trà. Thì một phút quảng cáo là trải bài lá trà là trải bài mà chúng ta có thể xem được cụ thể từng tháng trong năm sẽ có những cái vấn đề gì xảy ra. Tất nhiên nó sẽ không chi tiết đến mức mà ngày này có vấn đề này, ngày kia có vấn đề kia, nhưng nó sẽ là những cái sự kiện nổi bật và sẽ làm ảnh hưởng đến mình ở trong cái cuộc sống của mình. Và nó sẽ cậu biết được rằng là trong một năm tới, từng tháng 1 thì mình sẽ có những cái sự kiện gì tiêu biểu và mình có thể có những cái lời khuyên để mình tránh những cái sự kiện đó hoặc là để ý những cái sự kiện đó. Thì nếu như mà cậu muốn xem về dự báo của một năm tới thì cậu có thể là liên hệ với Pix Hạnh Phúc Cùng Nhi và chúng ta sẽ cùng xem với nhau một cái trải bài lá trà để xem năm tới của cậu như nào và sẽ có những cái dự báo gì cho năm tới nhá. Bây giờ quay trở lại với nội dung của chúng ta. Thì hãy sống thật nhất có thể. Và nếu mà có cái điều gì mình cảm thấy mình muốn manifest ấy, mình muốn kết nối ấy, mình muốn chia sẻ ấy, thì đây là một cái thời điểm thích hợp để mình đặt ra những cái mục tiêu và mình hướng đến cái mục tiêu đó ha. Tiếp đó nữa thì số 8 là tháng 8. Tháng 8 là tháng của sư nữ. Tất nhiên là tháng 8 là tháng của cả sư tử nữa. Nhưng mà mình cung sư nữ nên mình thêm vị cung sư nữ. Tại vì là cung sư nữ ấy là một cái cung đại diện cho sự chăm chỉ, đại diện cho sự làm việc, chăm chỉ, sự thiết bị. Cái lý do tại sao tháng 8 là tháng của cung sử nữ nhá. Thì ngày xưa mình đi học chiêm tinh ấy, có được lý giải là tại vì ở bên phương Tây ấy thì mỗi một cái tháng người ta sẽ làm một cái công việc không. Thì tháng 8 là mùa gặt, người ta trồng lúa mì, nên đến tháng 8 là người ta sẽ thu hoạch, người ta sẽ gặt lúa mì về. Thì đây là cái tháng người ta sẽ phải đi lao động nhiều nhất, thì người ta phải đi ra đồng gặt này, mang đồ ra chợ bán này, đồ đó đấy. Nên là những cái người sinh ra trong tháng 8 ấy, dù họ là cung sư tử hay cung sử nữ thì họ cũng sẽ mang cho mình một cái đặc điểm liên quan đến sự chăm chỉ, rất là hết mình, chăm chỉ làm việc, phấn đấu. Nên là mình đang phấn đấu chăm chỉ. Thì bởi vì như vậy nên là nó sẽ đại diện cho sự chăm chỉ này, sự cống hiến hết mình, một cái khao khát được công nhận, một cái khao khát được trở nên là hữu ích. Những người cũng sử nữ ấy, họ luôn tạo ra những cái giá trị cho cộng đồng, họ luôn nỗ lực hết sức để phấn đấu để làm những cái vấn đề, là những cái công việc nó phù hợp nhất cho cộng đồng và mang đến những cái giá trị tốt đẹp cho cộng đồng của mình. Thế là một cái giai đoạn nó cực kỳ là phù hợp, cực kỳ là tốt, cực kỳ là cái đức tính tốt để chúng ta có những cái sự phát triển trong cuộc sống của mình. Những người cung sử nữ ấy thì họ thường là có cái xu hướng là overthinking ấy, kiểu bị suy nghĩ nhiều ấy. Nên là mình nghĩ rằng là cái năng lượng của năm số 8 cũng có thể sẽ khiến cho chúng ta trở nên là trầm tư hơn. Nhưng không phải trầm tư theo kiểu số 7 đâu. Số 7 là trầm tư để suy ngẫm về một bài học. Nhưng số 8 là trầm tư theo kiểu suy nghĩ quá nhiều mà không tìm ra một cái giải đáp. Nhiều số 8 có thể là rất tích cực hoặc rất tiêu cực. Chính vì thế là mình nghĩ là năm sau ấy nó cũng có thể là một cái năm của tàu lượn cảm xúc, lúc chúng ta lên lúc chúng ta xuống, mà nó là một cái tàu lượn rất là mạnh, rất là lớn. Nó sẽ có những cái cuộc cãi vã rất là lớn vì những cái thứ rất là vớ vẩn, và những cái thứ vớ vẩn này thường sẽ đến từ những cái hiểu lầm, bởi vì sử nữ dễ bị hiểu lầm nhau, nên là mình dự đoán như vậy thôi. Thì mình cũng muốn nói rằng là các cái nội dung trong cái video này ấy, nó chỉ dựa trên những cái dự đoán, những cái suy ngẫm, những cái tìm hiểu của mình thôi, nên nếu mà có cái sự thiếu sót gì thì mình mong là cậu họ có thể để xuống cái phần bình luận ở phía bên dưới giúp mình nhé. Chính vì như vậy nên năng lượng của năm số 8 sẽ khiến chúng ta phải hard work ấy, kiểu phải làm việc chăm chỉ thì cái kết quả mới thành thật được. Thì cái năng lượng này chỉ được tóm gọn lại là một câu: làm chăm thì mới có cái để ăn. Đó, nên là năm tới thì hãy phấn đấu chăm chỉ. Và tiếp đó nữa ấy, thì năm số 8 xét về tính chu kỳ nó ở ngay sau năm số 7 và ngay trước năm số 9. Năm số 7 là năm đi học đúng không? Các cậu năm vừa rồi có đi học nhiều không? Hoặc là cuộc đời có cho cậu nhiều bài học không? Có nhiều thách thức không? Nếu mà có hãy để lại phần bình luận cho mình biết nhé. Hãy chia sẻ câu chuyện đấy nhé. Hãy chia sẻ về cái điều mà cậu học được trong cái năm nay ấy, trong cái đoạn team của mình khi mà họp ấy, thì trước khi họp sẽ bắt đầu bằng việc là đi một vòng và nói chuyện với nhau về cái tuần vừa rồi và nói về một cái điều mình học được. Tại vì là chúng mình mong là mỗi một ngày chúng mình trở nên tốt hơn ngày hôm sau, là ngày hôm trước, ngày hôm sau tốt ngày hôm trước. Đó. Thế nên là nếu như cậu năm vừa rồi đã học được nhiều điều hoặc là học được một điều gì đó thì sẽ để lại phần bình luận bên dưới để giúp chúng ta có thể là cùng nhau học tập phát triển hơn ha. Khi chúng ta học tập, chúng ta đang tạo ra cơ hội cho bản thân. Hôm trước mình có suy ngẫm về một điều, đấy là những cái người mà ở cấp 3 có nhiều tài lệ
thì sau này khi mà họ trưởng thành nhá, họ sẽ có nhiều cơ hội về mặt công việc hơn. Ví dụ nhá, như ở cấp 3 nhá, cậu học cậu đi học rất là chăm chỉ ở trường, cậu đạt được một cái số điểm cao. Nhưng bên cạnh đó, cậu tham gia vào câu lạc bộ guitar, cậu chơi guitar. Thì ví dụ khi cậu trưởng thành, cậu đang là một luật sư, một người làm ngân hàng rất là thành đạt và giỏi giang, rất là ngầu tiếng tăm gì đấy. Nhưng cậu muốn kiếm thêm, cậu hoàn toàn có thể đi chơi guitar ở các quán cà phê để kiếm thêm. Hoặc là nếu mà cậu muốn bỏ luôn cái nghề luật sư hoặc là ngân hàng của mình bởi vì cậu cảm thấy là nó không phải là phản ánh con người của mình, thì cậu có thể đi chơi guitar và nó thành một cái nghề của cậu. Thế nhưng chúng ta không thể làm điều đó nếu chúng ta không có sự học. Việc học sẽ mở cho chúng ta rất nhiều cơ hội. Vậy thì khi áp cái suy nghĩ này vào ấy, năm vừa rồi cậu đã học được điều gì, thì có thể những cái điều đó sẽ là cơ hội cho năm nay. Năm nay là một năm cơ hội rất là lớn. Thường nhá, thì vào trong năm số 8 ấy, người ta sẽ có cơ hội để mua đất này, mua nhà này, kiếm nhiều tiền và tìm kiếm một cái sự ổn định đều đặn hơn. Chính vì thế nên là những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức mà chúng ta đã tích lũy được, thứ nhất là trong 7 năm vừa rồi, mà đặc biệt là trong năm số 7 vừa qua. Năm số 7 vừa qua như kiểu là cái năm mình cô đọng hết tất cả cái kiến thức mình đã học được trong 7 năm. Thì chúng ta phải lấy những cái kiến thức đó để tạo ra cái cơ hội cho cái năm nay. Người nào mà có thể ứng dụng được ấy, thì năm nay họ sẽ rất là thành công, kiếm rất là nhiều tiền, cái khả năng về mặt tài chính phát triển là vô hạn. Và bởi vì nó cũng là cái năm ngay trước năm số 9, nên nó cũng sẽ là một cái thời điểm mà chúng ta có thể là reflex, nhìn lại những cái thứ đã xảy ra trong quá khứ, rút ra những cái bài học và đặt ra những cái kinh nghiệm để mình có sự phát triển hơn. Xét trong tương quan thì năm nay là năm thế giới số 8, nhưng mà lại là năm Việt Nam số 1. Năm ngoái mình có giải thích năm ngoái là năm Việt Nam số 9 và năm nay là năm Việt Nam số 1. Thì năm ngoái sẽ có những cái thứ nó kết thúc, còn năm nay sẽ có những cái thứ nó được mở ra. Sẽ có những cái kiểu thứ rất là mới mẻ, mới lạ, có rất nhiều thứ mới sẽ diễn ra trong Việt Nam. Đây sẽ là một cái thứ mà chúng ta có thể mong chờ. Thì đặc biệt cái sự ảnh hưởng của cái năm số 1 mình cảm thấy đã ảnh hưởng vào cái đoạn cuối năm nay rồi. Mình thấy cái thứ mà mới nhất xuất hiện trong thời gian vừa rồi là mì thanh long. Không một ai nghĩ là quả thanh long nó có thể xuất hiện trong mì tô, nhưng nó đã xuất hiện. Và đó là một cái thứ rất là mới mẻ. Tất nhiên năm nào cũng sẽ có những cái thứ mới mẻ thôi, nhưng mà năm nay sẽ là một cái năm mà kết thúc hẳn một cái chu kỳ mới, mở ra một cái chu kỳ mới nữa. Vậy là nếu như mà năm nay cậu có sự hứng thú với chính trị, nhà nước, kinh tế, xã hội ấy, thì mình nghĩ rằng là đây là một cái năm phù hợp để chúng ta có thể quan sát và xem các cái chu kỳ của xã hội đang vận hành như thế nào, và chúng ta sẽ có một cái định hướng tốt để phát triển trong cái giai đoạn này. Tiếp đó nữa thì chúng ta sẽ có một vài cái lời khuyên về việc là làm nào để tận dụng cái năng lượng này một cách tốt nhất. Thứ nhất là chúng ta nên mở rộng cái cơ hội của mình, mở rộng cái thứ mà mình vốn đã có. Nếu các cậu đang đi học, đang trong một cái chặng đường học tập, thì đây là một cái năm mà chúng ta nên phát triển thêm các cái kỹ năng của mình, tập trung vào các bộ môn mà mình cảm thấy yêu thích, phát triển nó hơn và đạt những cái mức điểm số cao. Khả năng là được điểm số cao là rất có thể nhá, rất là lớn nhá. Đấy thứ nhất. Thứ hai, nếu cậu đang đi làm thì đây là một cái giai đoạn để mình phát triển thêm cái công việc của mình, mở rộng nó theo chiều sâu. Ví dụ cậu đi làm ngân hàng chẳng hạn, thì mình cũng không biết tại vì mình không đi làm ngân hàng bao giờ, mình cũng không nắm rõ quy trình như nào. Nhưng mà bây giờ ấy là một cái thời điểm thích hợp để cậu có thể là mở rộng các cái lĩnh vực của mình. Ví dụ như là mở rộng thêm về kế toán này, tài chính này. Đấy, mình hy vọng mình nói đúng. Nhà cho là mở rộng xem cái công việc của mình một cách tốt nhất có thể, phát triển công việc của mình, phát triển những cái thứ tốt nhất có thể trong cái phạm vi mà mình có thể ha. Tiếp đó nữa thì năm nay là một năm rất là phù hợp để chúng ta có thêm những cái sự học về tài chính, kinh tế. Hãy đầu tư những cái khóa học, những cái quyển sách, những cái postcard này, mọi thứ liên quan đến tài chính. Mình vừa mới tham gia một cái khóa học liên quan đến việc quản lý tài chính cách đây mấy tháng, và mình thấy là nó cũng khá là hữu ích. Mặc dù cái khóa học đấy thì nó không phải là quá là xuất sắc, nhưng mình cảm thấy như là cái người dạy ấy là một người rất là có tâm. Nếu mà cậu cảm thấy có sự hứng thú thì mình sẽ để cái thông tin về cái khóa học đấy ở phía bên dưới, chắc là phần mô tả, để các cậu có thể tham khảo ha. Và video này thì không được quảng cáo, giá mà có nhưng mà không. Nhưng mà tại vì là mình đi học mình cảm thấy nó khá là thú vị, nên là mình gợi ý cho các cậu ha. Thì với cái việc đi học về tài chính như vậy ấy, thì năm nay cũng là một năm phù hợp để đầu tư. Các cái khoản đầu tư liên quan đến việc là chứng khoán này, nhà đất này, vân vân, là tất cả những cái thứ chúng ta có thể đầu tư trong năm nay. Mình thì không phải là dân chuyên về tài chính nhá, và mình cũng không đưa ra lời khuyên về tài chính kinh tế gì ở đây cả. Nhưng mình thấy rằng là đây là một cái năm phù hợp trong cái năng lượng thần số học, nên nếu cậu có sự quan tâm thì có thể là có cái sự học tập, có cái sự phát triển trong năm nay và cân nhắc về những cái việc đầu tư cho mình, cho gia đình, cho những người xung quanh, học và đầu tư ha. Tiếp theo nữa thì năm nay chúng ta không nên tin tưởng ai hoàn toàn, tại vì nó là một năm của nhân quả ấy, nên mình không biết rằng là cái mối nhân duyên đó nó là mối nhân duyên tốt hay là mối nhân duyên xấu. Có thể nó là một người tốt thôi, nhưng mà như kiểu là đến cái thời điểm mà cái mối nhân duyên xấu nó phải đến ấy, thì tự nhiên là cái người đó có thể tạo ra những cái điều tiêu cực cho mình.
nên là năm nay chúng ta không nên tin tưởng ai hoàn toàn, đặc biệt là không nên tin tưởng ai hoàn toàn về mặt tài chính. Các cái quyết định về tài chính của mình nên là người nắm quyền chủ động trong năm nay. Tất nhiên đấy không phải là một cái lời khuyên quá là cao siêu. Thì mình nghĩ là chắc là mọi người cũng biết điều đó rồi, nhưng mà mình nhắc lại một lần nữa để cho chắc chắn thôi. Đó, không nên tin tưởng ai hoàn toàn nhá. Tin tưởng ai hoàn toàn mà bị tổn thương ấy thì mạnh mẽ lên, vượt qua thôi, không sao, mọi thứ sẽ ổn. Và bên cạnh đó nữa, chúng ta cần phải có một cái định hướng rõ ràng. Nếu các cậu đang chưa có một cái định hướng, chưa có một cái mường tượng về việc các cậu muốn cuộc sống của mình thành như thế nào, các cậu muốn trở thành một người như thế nào, có một cuộc sống ra sao, đấy là một thời điểm thích hợp để cậu hướng đến cuộc sống đấy, tập trung vào con đường mình muốn và phát triển nó. Hãy đặt những mục tiêu thật là rõ ràng, dễ dàng và hãy tin là mình làm được. Thế cái mục tiêu đó đều sẽ có thể thực hiện được thôi. Ví dụ, nhà bây giờ cậu đang có một cái mục tiêu về tài chính, ví dụ đi. Ví dụ như là năm nay cậu muốn có hẳn 100 triệu thì hãy viết cái mục tiêu đó ra giấy, nhìn vào nó và phấn đấu để làm việc trong năm nay. Năm nay là một năm để thu hút rất là hiệu quả. Nếu năm nay cậu muốn lấy chồng, hãy viết mục tiêu đó ra và khả năng mình đạt được nó cũng rất là cao. Đó, hãy tin tưởng năng lượng của vũ trụ, hãy tin tưởng năng lượng mà nó đang đến trong cái cuộc sống của chúng ta ha. Hãy có định hướng thật là rõ ràng. Và cuối cùng, hãy sẵn sàng để đón nhận những cái thách thức lớn hơn. Những cái thách thức này nó không phải những cái thách thức đại học, nó không dễ. Năm ngoái chúng ta đã có những thách thức đại học rồi. Năm ngoái là một cái sự tổng hợp những cái năm cũ, những cái thách thức để chúng ta hoàn thiện cái bài kiểm tra của mình, chúng ta hoàn thiện con người của mình, để rút ra những cái chân lý, để rút ra những cái điều mà chúng ta đã tưởng như chúng ta đã biết về bản thân. Nhưng mà sai năm nay thì khác. Học xong rồi, tốt nghiệp rồi, năm nay là thách thức để xem là hiểu bài đến đâu. Nếu mà không hiểu bài, nếu mà không vượt qua bài thì có khi là phải học lại. Thì năm nay sẽ là những cái thách thức nó lớn hơn những cái gì mà mình biết, những thách thức mà bản thân mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ gặp phải, và nó sẽ ở một cái cấp độ rất là cao, nó sẽ ảnh hưởng đến tinh thần và tâm lý của mình rất là nhiều. Tuy nhiên cũng đừng lo, bởi vì chúng ta ở đây cùng với nhau, chúng ta cùng nhau vượt qua những cái vấn đề này và chúng ta cùng nhau phát triển trong cuộc hành trình của bản thân. Nếu như có một cái điều gì mà cậu muốn làm trong năm tới thì mình nghĩ rằng là cậu nên làm. Vậy nên là cái lời khuyên mà mình muốn dành cho cậu cũng là cái điều mình mới ngẫm ra ngày hôm qua, đấy là hãy mơ thật nhiều, hãy phát triển thật nhiều và hãy tin là mình có thể đạt được ước mơ của mình. À, và còn một cái điều này nữa, nếu như năm sau cậu muốn chuyển việc nhá, thì mình gợi ý rằng là năm sau không phải là một năm quá là phù hợp để nhảy việc, để nhảy ngành nhá. Tức là nếu cậu đang làm kế toán, cái cậu muốn chuyển sang một cái công ty khác và vẫn làm kế toán thì ok. Nếu cậu đang làm kế toán, cậu muốn chuyển sang một công ty khác làm diễn viên thì có thể sẽ chưa phải là một thời điểm thích hợp lắm. Tại vì năm sau là một năm liên quan đến sự mở rộng nhiều hơn là kiểu như là nhảy sang một cái hướng khác ấy. Đấy, nên là nếu năm sau cậu định mở rộng thêm cái công việc của mình thì là một cái lựa chọn rất là phù hợp. Còn nếu mà định nhảy sang một công việc khác thì mình nên cân nhắc thật kỹ xem mình đã có đủ kỹ năng, kinh nghiệm và sự chuẩn bị chưa rồi hãng nhảy. Mọi người sẽ luôn có cái cách để sống cuộc đời của mình một cách hợp lý nhất thôi. Thì cảm ơn Vẽ Đây ngày hôm nay, và video của chúng ta thì đến đây cũng đã khá là dài rồi. Vậy nên là mình hy vọng những cái sự dự báo của mình sẽ mang lại một cái sự hữu ích nào đó cho cậu trong hiện tại và cả trong tương lai nữa. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Cảm ơn Vẽ Đây ngày hôm nay nha. Bye bye. Chúng ta vừa mới có một con mèo ở đây, bây giờ đã đi mất rồi. Đó, thì chứng tỏ là năm con mèo đã đi mất và nó sẽ đến một năm mới. Cảm ơn Vẽ ở đây ngày hôm nay nha. Bye bye.